Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo biến chủng Delta lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ đã lan đến hơn 80 quốc gia và đang tiếp tục đột biến. WHO đang theo dõi các báo cáo gần đây về một biến chủng mới được gọi là Delta Cộng. Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của WHO cho biết, Điều này có nghĩa là có thêm một sự đột biến mới trong virus được xác định. Trong một số biến chủng Delta, chúng tôi phát hiện thiếu một đột biến thay vì thêm vì vậy, chúng tôi đang xem xét lại tất cả các biến chủng đó. Biến chủng Delta ngày càng lan rộng và hiện chiếm tới 10% tổng số ca mắc mới ở Mỹ, tăng 4% so với tuần trước. Anh gần đây cũng đã chứng kiến biến chủng Delta trở thành biến chủng chiếm đa số trên các ca bệnh được ghi nhận. Hiện biến chủng này xuất hiện trên hơn 60% các trường hợp mắc ở Anh. Các nghiên cứu đã chỉ ra biến chủng Delta dễ lây nhiễm hơn so với những biến chủng khác, thậm chí một số còn cho rằng nó có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn trên người mắc COVID-19. Tuy nhiên, vẫn cần nghiên cứu thêm để xác nhận thông tin này. Hiện WHO đang theo dõi hơn 50 biến chủng COVID-19 khác nhau, nhưng không phải tất cả đều cần đưa vào danh sách theo dõi chính thức và là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng.